Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của Báo Dân Tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 4 có những thông tin đáng chú ý sau. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc Hậu An Lình thăm chúc Tết đồng bào Khmer nhân dịp Tết Trôn Trần năm Thơ Mây năm 2024. Trình làng bộ trang phục truyền thống chuẩn của người Ca Giang, Sơ Đăng, Mơ Nâm. Đổ xô vào rừng phòng hộ đèo cả tìm trầm sau tin đồn trúng kỳ nam 10 tỷ đồng. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi, sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, dự họp mặt mừng Tết cổ truyền trôn trở năm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 19 tháng 4, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu An Lệnh gửi lời chúc đồng bào dân tộc Khmer, các vị chức sắc, chư tăng Phật giáo năm tông Khmer đón Tết trôn trở năm thơ mây năm 2024 vui tươi mạnh khỏe, an lành hạnh phúc, năm mới niềm vui mới, thắng lợi mới. Bộ trưởng chủ nhiệm Hầu ân Lệnh mong muốn và tin tưởng rằng với tâm thế của năm tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện cấp tỉnh lần thứ tư năm 2024, khi thế phấn khởi đón mừng Tết chôn trở năm thơ mây, đồng bào đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, chung sức đồng lòng cùng với đồng bào các dân tộc các cấp các ngành địa phương vượt qua khó khăn quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đảm bảo quốc phòng an ninh góp phần xây dựng quê hương kiên giang đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh tại buổi họp mặt bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc hậu an lình đã trao những phần quà ý nghĩa mừng năm mới đến đại diện hội đoàn kết sư xã yêu nước tỉnh trực tiếp thăm hỏi và trao 20 phần quà đến người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sáng ngày 9 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, tỉnh Phú Thọ khai mạc lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn 2024. Lễ hội Đền Hùng và tuần lễ văn hóa du lịch đất tổ năm nay, người dân và du khách thập phương không chỉ được chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua hùng, mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc. Từ những lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa đặc biệt đến những giải đấu thể thao sôi động, những sự kiện đó là cơ hội để những người con đất tổ, du khách thập phương ôn lại tiến trình lịch sử, tôn vinh các di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu và hòa nhập. Ngoài ra còn diễn ra nhiều hoạt động khác như trưng bày hiện vật, di sản tư liệu, sách báo, tư liệu ảnh, hội trại văn hóa và trưng bày sản phẩm đặc trưng. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tại dự án Sarila, Mường Lò, tỉnh Yên Bái. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc sẽ quy tụ 100 nài ngựa, xoay quanh hàng loạt hoạt động đậm đà màu sắc dân tộc vùng cao. Đây sẽ là hướng đi bền vững cho môn đua ngựa, cũng là điểm khởi đầu để cùng đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với đại chúng, tạo chiều sâu cho du lịch Tây Bắc. Đồng hành với những chặng đua sôi động là voi ớp Sarila, âm thanh Tây Bắc chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc đa dạng, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức tươi trẻ xanh. Lấy hồn di sản làm trọng tâm rồi lan tỏa bằng tinh thần nhiệt huyết của thế hệ mới. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc tại San Lila, Mường Lò đem đến bước tiến vượt bậc trong hành trình kết nối văn hóa ngàn đời với làn sóng tương lai, để chất cao nguyên sẽ sống mãi trong lòng du khách muôn phương. Sau hơn một năm siêu tầm phục hồi, phục dựng trang phục, trang sức dựa trên cơ sở đóng góp ý kiến của các nhà chuyên môn nghệ nhân già làng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã ra mắt bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Việc phục dựng lại và trình làng ba trang phục truyền thống của nhóm người Ca Giong, Sơ Đăng, Mơ Nâm cư trú tại huyện Nam Trà My nhằm để phục vụ đồng bào mặc trong các ngày lễ hội của dân tộc như lễ hội cúng máng nước, lễ hội mừng lúa mới, múa cổng chiêng và làm trang phục trong trường học cho học sinh. Hoạt động này thuộc dự án 6 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là tiền đề để trong những năm tới, Nam Trà My đẩy mạnh chương trình phục dựng trang phục của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, qua đó khuyến khích giới trẻ, nhất là học sinh con em đồng bào các dân tộc, sử dụng thường xuyên bộ trang phục truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình trong cuộc sống hiện đại. Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có nhóm người ở xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tìm được kỳ nam trị giá gần 10 tỷ đồng tại khu vực rừng đặc dụng đèo cả, đã có hàng trăm người từ nhiều địa phương đổ xô vào rừng đặc dụng đèo cả đào bới tìm trầm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hà, tỉnh Phú Yên vừa cho biết, Ủy ban Nhân dân thị xã đã yêu cầu các cơ quan chức năng chính quyền xã Hòa Tâm ngăn chặn tình trạng nhiều người kéo vào rừng đặc dụng đèo cả đào bới tìm trầm. Đến sáng ngày 9 tháng 4, tình hình đã ổn định khi lực lượng chức năng có mặt đề nghị những người này ra khỏi rừng. Ủy ban nhân dân thị xã cũng giao công an thị xã xác minh thông tin có người đào được trầm kỳ ở rừng đặc dụng đèo cả bán được gần 10 tỷ đồng khiến nhiều người kéo nhau đi tìm trầm. Trước thực trạng này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng khi hàng trăm người đổ xô vào rừng tìm trầm và rừng đặc dụng đèo cả có nguy cơ bị phá hoại vì bị đào bới. Ngày 9 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công một quả bom được phát hiện trên địa bàn. Trước đó, trong lúc đào đất làm đường giao thông nông thôn tại xóm Thạch Sơn, xã Ngọc Sơn, người dân phát hiện vật thể nghi là bom, cách mặt đất khoảng 50cm. Lực lượng chức năng đã tới phong tỏa khu vực nghi ngờ có bom, tổ chức canh trực 24 trên 24 giờ, không để người dân và gia súc đến gần. Vật thể trên sau đó được xác định là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh có đường kính 25cm, dài 150cm và trọng lượng 226kg, là loại bom xuyên phá đã bị han gỉ, còn nguyên kiếp nổ có ký hiệu MK82. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngoài nổ. Quả bom sau đó được vận chuyển đến khu vực bãi hủy nổ tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Trương và tiến hành tiêu hủy thành công an toàn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Súng A Tùa sinh năm 1992, dân tộc Mông, trú tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đã trở về quê hương lập nghiệp và cống hiến hết mình để phát triển du lịch địa phương cũng như góp phần cải thiện đời sống của người dân. Nắm bắt những lợi thế của xã Phình Hồ, A Tùa đã nghĩ ra nhiều biện pháp phát triển du lịch quê hương. Ngoài xây dựng khu du lịch lao camping, anh còn làm các video ngắn hấp dẫn để đưa lên mạng xã hội, quyết tâm trở thành một tích cơ của núi rừng. Hiện anh không chỉ đảm nhiệm chức phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ mà còn biết đến là một TikToker nổi tiếng với hơn 200.000 người theo dõi. Trên trang mạng cá nhân của mình, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh đời sống thường nhật, chia sẻ những nét văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào người Mông. Sùng A Tùa được biết đến là người giao hạt giống phát triển du lịch ở Phình Hồ. A Tùa đang nỗ lực cùng với những bạn trẻ ở địa phương quảng bá hình ảnh quê hương với hy vọng nhiều người biết đến thiên đường săn mây lau camping Phình Hồ cũng như các đặc sản quê hương, chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, gạo nếp tú lệ, gà đen Tây Bắc. Chia sẻ về định hướng và những bước phát triển trong tương lai để quảng bá du lịch địa phương, A Tổ hào hứng cho biết, anh sẽ tiếp tục định hướng phát triển lau camping là khu cắm trại và nghỉ dưỡng. Anh mong muốn mở rộng cung đường tham quan cho du khách có thêm nhiều trải nghiệm tại địa phương. Câu chuyện về hình ảnh về chàng thanh niên dân tộc Mông Sùng A Tùa trở thành TikToker để quảng bá du lịch địa phương đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website, trang fanpage và TikTok của Báo Dân tộc và Phát triển. Còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.